biển cương lá rơi thu hà em ơi. Đường dài mịt mùng em không đến nơi. Mây nước buồn cơn lữ binh, khóc kể chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá ông chủ ơi. Hay không con? Nè, mới làm ngoài vườn xong có phải không? Dạ. Nghỉ mệt uống miếng nước đi. Ô, dạ. Bữa nay ông phục vụ cho con, bữa nay ông vui quá à. Cảm ơn nè, ông. Nghe em dạ. Dặn. Dạ. Bây giờ ông đi công chuyện nha. Tí xíu nữa cái con vô con rửa giùm cho ông mấy cái chén nè. Dạ. Xong cái nấu cơm. Dạ. Nha. Cái kho cá. Dạ. Xong hết cái dọn ra ngoài bàn. Dạ. Ông về cái ông cháu mình ăn. Đó là nghề của con mà. Giỏi thật giỏi đi, cái ông gì ông thưởng cho con nghe. Dạ cảm ơn ông. Ừ. Rồi lên nghỉ mệt uống nước tí xíu rồi cái vô trong đó làm nghe con. Dạ. Ông đi nghe. Dạ anh chào ông. Ừ. Ai xe. Ê. Ô. Ơi. Chào tôi không? Chà. Năm nổ hôm nay. Thấy tôi sao? Bánh tỏng dữ. Áo thun quần jean rồi ha. Hôm nay lâu lâu lên đồn bữa. À vú keo rồi ra. Nè có dịp gì hả? Hay có hẹn. À có hẹn. Có hẹn qua đây chị. Có hẹn với dài ấy á, giờ ấy đó có thể chú thích là cái gì được không? Trời ơi, tôi hẹn với Út Duyên đó. Hẹn với Út Duyên? Ừ. Trời ơi, vui nha. Tôi hẹn với Út Duyên rồi qua đây kiếm tôi chị. Qua đây tính rủ đi chung nè. Ồ, lạ. Đi chơi với gái tự nhiên cái rủ tôi theo chơi chung chị. Tôi làm kỳ đà cản mũi sao? Thôi, không phải. Thật ra vậy nè. Sao? Ông thấy tôi vậy á, bên ngoài tôi sáng sủa lanh lẹ vậy ha. Ừ, ừ. Mà mấy cái chuyện mà con gái cái tôi hơi bị mắc cỡ, tôi ngại lắm. Cho nên hôm nay tôi qua tôi rủ ông đi chung. Rủ tôi đi chung. Ừ. Đi cũng được nhưng mà bây giờ là trong giờ làm của tôi mà. Bây giờ ông chủ giao việc cho tôi, bây giờ tôi phải ở lại tôi làm hết việc rồi mới đi được chứ. Trời ơi, thì bây giờ đi rồi về làm tiếp. Ê, đâu có được. Trời, ông chủ tín nhiệm tôi lắm nha. Tôi luôn luôn là hoàn thành công việc đúng như thời hạn mà ông chủ giao đó. Là bây giờ tôi làm mà lỡ gì ông chủ về ông chủ giận tôi sao? Tôi cũng làm công ăn lương giao mà tới giờ này là tôi sắp xếp tôi đi chơi với người yêu tôi được nè. Thế ông thấy không? Ông quanh năm suốt tháng tôi thấy ông ở nhà không thấy đi đâu ra được hết trơn. Cái này là coi chừng bị bóc lột sức lao động đó nha. Thôi, không phải đâu nha. Trời ơi, ông chủ tín nhiệm tôi lắm á. Ông nghĩ đi, giờ này ông đi chơi mà tôi đi làm, nhưng mà ông coi lương của tôi á, đâu có ngàn gì ông đâu. Lương của tôi là lúc nào cũng hơn ông 500 ngàn luôn á. Chưa nói lễ Tết rồi ông chủ thưởng cho tôi nè, quần nè, áo nè, quà bánh tùm lum tà la. Đúng ra trả lương cho ông á là phải trả gấp 10 lần như vậy mới xứng đáng. Chứ đâu phải là tự nhiên trả lương cho ông hơn tôi mấy trăm ngàn làm gì. Tặng ba cái quần áo rồi bánh trái làm gì. Khi mà trả lương cho ông đầy đủ, ông tự ông mua mấy cái đó cũng được vậy. Trong khi tôi làm một ngày chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, mà tôi lấy lương cũng gần bằng ông rồi, thấy không? Đúng rồi. Suy nghĩ lại đi. Làm ngày mười mấy tiếng mà hơn nhau mấy trăm ngàn có đáng là bao đúng không? Đúng rồi. Ông nói cũng có lý. Bây giờ nghe lời tôi nè. Bây giờ đi chơi tôi chơi xong biết chi không? Đi vậy là coi như sẵn, coi như mình giống như là mình xả chết. Đúng rồi, nhưng mà quan trọng là cái lúc mình về á, ông chủ sao không đi đâu. Ông đừng có nói đi chơi. Mình sao? Đừng có nói đi chơi thì ông nói bây giờ con buồn quá rồi. Con làm ở đây bức xúc quá. Làm quá nhiều mà lương thấp quá. Bây giờ bắt ông lên lương gấp 10 lần. Làm ông lên thì làm, ông lên nghỉ luôn. Hay. Hiểu không? Bức xúc lên đúng không? Đúng rồi. Mình bắt ông chủ tăng lương. Đúng. Rồi lỡ mình bức xúc bắt ông tăng lương mà ông không tăng lương rồi sao? Làm gì có chuyện đó. Ông không tăng rồi ông mất người giúp việc như mình. Trời ơi, ông kiếm đâu ra? Ôi, ông chủ, tôi không nghề, không ngỏng gì hết trời á. Ông chủ đưa tôi về tạo công ăn việc làm cho tôi là tôi mang ơn ông chủ lắm rồi. Giờ tự nhiên cái... Trời đất ơi, ông nghĩ coi cái kiểu mà như ông mà tôi nói thiệt á, ông giỏi. Ông cái gì ông cũng làm được mà ông siêng nữa. Ông ra đường thiếu đống gì người nhận ông. Hay quá. Tôi thấy ông nói đúng quá trời quá đất luôn. Nghe tôi đi. Tôi siêng năng, tôi giỏi vắng mà cái gì tôi làm cũng được. Ừ. Đúng rồi. Thay đổi cuộc đời mình.
phải thay đổi, mình phải bứt phá rồi mình thay đổi mới được. Được rồi, bây giờ tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi chơi với ông nhóc Duyên. Ừ. Rồi sau đó tôi sẽ về, tôi nói với ông chủ tăng lương để khẳng định cái giá trị của mình. Hay. Đi. Đi. Ủa, Bơm ơi, Bơm, 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 Bơm. Ủa thằng này đi đâu rồi, bỏ đồ nghề ở đây rồi, rồi không có trong nhà trong cửa vậy trời. Từ sáng chú mới về. Ủa, con đi đâu mà không có ở nhà coi nhà rồi không có nói ông biết gì cho người con, Bơm? Con đi đâu là chuyện của con, không liên quan tới ông hết trơn á. Trời đất, bữa nay con dám ăn nói chuyện với ông mà hỗn sược như vậy hả Bơm? Con hôm nay con gặp ông là chỉ muốn nói với ông một chuyện thôi. Chuyện gì? Sắp tới á, ông coi ông kiếm người đi, con chuẩn bị nghỉ á. Ủa, nhà con có chuyện gì hả? Sao nghỉ vậy con? Không, ông nói gì hả? Ông nói gì ông chù nhà con hả? Nhà con có chuyện gì chơi chọi á? Chứ lý do gì con nghỉ? Từ từ gì con thấy con muốn nghỉ. À, ở đây con không có vui nữa. Con muốn nghỉ. Ông lo kiếm người đi. Con chê tiền ít đúng không? Ừ, cái này ông nói nha. Mấy ông tăng lương cho con đi. Thôi giận vậy. Ông hiểu ý con rồi. Bây giờ ý con muốn á, lương của con á tháng bao nhiêu để con ở đây con làm. Thì ông nghỉ đi, giờ con đi làm ở chỗ khác á là có chỗ trả tháng chục triệu á ông. Chú cha, con là kỹ sư hả? Con là tiến sĩ hả? Thôi giận vậy, ông ở nhà làm nông, hiểu không? Lương của con vậy á, ông không có khả năng để mà ông đáp ứng cho con. Thôi giận vậy con nghỉ, rồi con đi kiếm chỗ nào á phù hợp với mức lương của con á thì con làm nghe. Chúc con thành công. Thôi được rồi, nếu mà ông không đáp ứng được cho con á, ừ, thì sao? Con sẽ đi và con sẽ nghỉ. Đi liền đi con. Chào ông. Ừ, mà khoan đã. Ông đổi ý đúng không? Ông định tăng lương cho con cả chục triệu đúng không? Ngồi xuống, ông hỏi cái này cái. Dạ. Cái chuyện mà con đòi nghỉ để tăng lương á, con nghe lời thằng Năm Nổ đúng không? Sao ông chủ biết vậy? Ông nói cho con nghe, thằng Năm Nổ á, cái tên của nó là con biết rồi. Yeah. Chỉ nổ không, không có làm gì. Yeah. Thân cũng đi làm thuê cho người ta. Ha. Ông mới gặp ông chủ của thằng Năm Nổ nè. Ông than với ông á, ngày mai ông cho thằng Năm Nổ nghỉ việc. Hả? Nó cứ bàn không à. Nói xấu chủ nè ha, bàn với đồng nghiệp của mình á ha, nói xấu chủ rồi à, bàn tới bàn lui lo lợi ích của mình mà không chịu lao động đó, nói xấu người ta không có đúng không? Dạ đúng. Ừ, nè con ơi. Dạ. Gần mực thì đen. Dạ. Gần đèn thì sáng. Dạ. Con thì có nhiệt tình. Dạ. Mà ông không ngờ là con nghe lời Năm Nổ như vậy rồi con về đây á, con đòi tăng lương không có được, sức lao động con tới đó thì con hưởng tới đó thôi, ông có bóc lột con đâu, đúng không? Con cũng không ngờ là con lại đi nghe lời Năm Nổ luôn á ông. À, tại vì Năm Nổ cứ xúi dục con là cứ bỏ việc đi, nhiều nơi á họ cần mình lắm. Ừ, rồi họ sẽ tăng lương cho mình, rồi ông chủ ông sợ rồi ông tăng lương cho mình thôi, có gì đâu mà phải sợ, có gì đâu phải quỵ lị ông chủ. Trời ơi, con không ngờ. Ông chủ ơi, sao ông tha lỗi cho con đi ông chủ. Con biết lỗi của con rồi ông chủ, con hứa từ nay con sẽ không có như vậy nữa đâu. Con sẽ chăm chỉ làm việc hơn, con sẽ chăm chỉ lao động hơn, sẽ không làm cho ông chủ phiền lòng đâu ông chủ. Thôi được rồi, con biết lỗi, con nhận ra cái sai của mình, con sửa sai, đó là điều tốt. Dạ. Hồi sáng ông đi, ông có nói với con là ông về, ông sẽ thưởng cho con, đúng không? Dạ. Thưởng cho con bằng cách này, cách con gì? Làm tốt đi. Dạ. Ông sẽ cho tiền con để con học nghề. Học nghề? Ừ. Con cảm ơn ông chủ. Để con tự làm chủ bản thân mình, chứ không có đi làm thuê hoài cả đời được. Biết ai cũng sống. Chú đang tâm sự việc đời của chú á, chú hát vậy chứ mình lòng đau như cắt con ơi. Sao ngày xưa